Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các em đến với phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay cùng với chị. Những bạn nào đã vào học rồi thì các em có thể bình luận cho chị biết nha. Xin chào các em. Có bạn nào đang theo dõi phần phát trực tiếp này không? Chúng ta đang đến với chuỗi những buổi phát trực tiếp chữa đề để phục vụ cho kỳ thi vào 10 rất là quan trọng của các bạn 2K8 năm nay. Qua đó thì những bạn nhỏ 2K9 muốn chuẩn bị cho chương trình lớp 9 thì các em cũng có thể theo dõi để nắm bắt được về dạng đề này, để nắm bắt được về những cái kiến thức quan trọng chúng ta cần nắm chắc phục vụ cho kỳ thi nhé. Xin chào các bạn. Rồi. Xin chào Trinh Ngọc nha. Xin chào Mai Trang, xin chào các em. Các bạn đã có mặt tại đây chưa nào? Trưa hôm nay thì mình sẽ dành một xíu thời gian để cùng chữa một đề nghị luận xã hội đi. Đồng ý không? Chúng mình chữa một số đề nghị luận văn học rồi. Thì buổi trưa hôm nay mình chữa một đề nghị luận xã hội và cùng rút ra những cái kinh nghiệm để mình áp dụng trong câu nghị luận xã hội của mình nhé. Đặc biệt là ở dạng đề viết đoạn văn. Bởi vì chị thấy là đề thi vào 10 của các bạn 2K8 thì có những tỉnh chúng mình thi đoạn văn nghị luận xã hội. Có những tỉnh thì chúng mình thi bài văn nghị luận xã hội. Đoạn văn thì cũng có tỉnh thi 150 chữ, có tỉnh thì 200 chữ, có tỉnh thì 2 phần 3 trang giấy. Còn bài văn thì cũng có tỉnh là khoảng 1 trang, có tỉnh là khoảng 500 chữ. Nói chung là rất đa dạng. Tuy nhiên là mình vẫn cần có những cái tiêu chí chung, cần có những cái yêu cầu đối với một câu nghị luận xã hội. Thì hôm nay mình sẽ đến với một đề cụ thể và sau đó là chúng ta rút ra những cái kinh nghiệm quan trọng nhé. Xin chào các em. Chúng ta đang chữa đề thi ôn thi vào 10 bạn nhé. Đồng ý chưa nào? Ôi 100 chữ luôn. Lại có cả đoạn văn 100 chữ luôn. 100 chữ thì viết vài dòng là hết 100 chữ rồi. Đúng không ạ? Nhá. Thế nên là chúng ta bám sát vào yêu cầu của đề để chúng mình xác định được dung lượng cần phải viết và cố gắng là ở trong nằm trong cái dung lượng đấy thôi. Rồi, đề bài của chúng mình ngày hôm nay như sau nhé. Đề bài này thì có thể là các bạn nào mà ở Hà Nội thì có thể sẽ thấy quen thuộc. Và những bạn nào mà thi dạng đề đoạn văn thì chúng mình cũng sẽ thấy quen thuộc này. Đây, chúng ta có đề bài đó là: từ đoạn văn bản trên cùng những hiểu biết xã hội, em hãy trình bày suy nghĩ khoảng 2 phần 3 trang giấy thi về sự cần thiết của việc tôn trọng giá trị của chính mình. Đồng ý chưa? Tôn trọng giá trị của chính mình. Thì ở đây chúng ta thấy đây là dạng đề viết đoạn văn này. Nhá, khoảng 2 phần 3 trang giấy thì chúng mình nên viết một đoạn văn cho phù hợp. Bởi vì nếu như mà 2 phần 3 trang giấy mà mình viết một bài văn ấy thì chúng ta sẽ bị tủn mủn quá. Nên là chúng mình mặc dù đề không có yêu cầu rõ, không có yêu cầu rõ là bài văn hay đoạn văn, nhưng trong khoảng 2 phần 3 trang giấy thì mình nên viết đoạn văn nha. Và vấn đề nghị luận ở đây là sự cần thiết của việc tôn trọng giá trị của chính mình. Đó, thì ở đây vấn đề nghị luận không phải chỉ là việc tôn trọng giá trị của chính mình không, mà quan trọng là tập trung vào khía cạnh sự cần thiết. Thế nên là các bạn nào mà chúng ta thi dạng đề viết đoạn văn nghị luận xã hội, các bạn chú ý giúp chị là đề bài rất có thể sẽ đưa ra một cái khía cạnh cụ thể của vấn đề, chứ không chỉ là một vấn đề chung. Và chúng ta sẽ chỉ tập trung vào khía cạnh mà đề bài hỏi trong phần bàn luận, trong cái phần thân đoạn của đoạn văn chúng ta thôi. Đấy, nên là đoạn văn thì không phải là một bài văn thu nhỏ. Và để đảm bảo được dung lượng thì em chỉ cần tập trung vào yêu cầu của đề bài thôi nhé. Rồi, bây giờ xác định được vấn đề nghị luận là sự cần thiết của việc tôn trọng giá trị của chính mình. Chúng ta có một đoạn văn mẫu như sau và cùng với chị phân tích đoạn văn mẫu này nhé. Trước tiên là phần mở đoạn. Phần mở đoạn thì chúng ta làm cái nhiệm vụ là dẫn dắt và nêu ra được vấn đề. Thì vấn đề ở đây là sự cần thiết của việc tôn trọng giá trị của chính mình. Chúng ta có rất nhiều cách mở đoạn, có thể đi từ hình ảnh, có thể đi từ trải nghiệm cá nhân, hoặc ở đây là đi từ một câu nói. Đồng ý chưa ạ? Triết gia Plato đã từng nói rằng, chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất. Câu nói ấy là một lời nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của việc tôn trọng giá trị của bản thân mình. Hai câu cho phần mở đoạn nhé. Ok chưa ạ? Đó, phần mở đoạn, hai câu. Các em chỉ cần viết phần mở đoạn dao động từ 1 đến 2 câu là ổn rồi.
Chúng mình không nên dẫn dắt quá dài, quá nhiều ở trong phần mở đoạn nhé. Và phải nêu ra được đầy đủ chính xác vấn đề nghị luận. Mở đoạn xong thì chúng mình đến với phần thân đoạn. Thì phần thân đoạn của chúng ta sẽ bao gồm những luận điểm chính, bao gồm này, giải thích này. Đồng ý chưa? Giải thích bằng một câu này. Sau đó phần bàn luận này là ta tập trung vào yêu cầu của đề bài, bàn luận về ý nghĩa, bàn luận về sự cần thiết của việc tôn trọng giá trị bản thân mình. Sau đấy mình sẽ đưa ra dẫn chứng để chứng minh này. Đúng không? Rồi mình bàn luận mở rộng này. Nghĩa là mình sẽ phê phán hoặc là nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác ở trong phần mở rộng này. Rồi mình có liên hệ bản thân này và đưa ra bài học. Đó, ok chưa? Đấy chính là cấu trúc của phần thân đoạn. Cũng có khá là nhiều những luận điểm cần phải thực hiện đấy. Thế nên, luận điểm giải thích chúng mình viết bằng một câu này. Đồng ý chưa? Luận điểm chứng minh mình viết trong khoảng độ 2 đến 3 câu này. Phần mở rộng mình viết trong khoảng 1 đến 2 câu. Liên hệ bản thân cũng trong khoảng 1 câu. Bài học cũng trong khoảng 1 đến 2 câu. Và còn lại thì phần bàn luận sẽ là phần mà chiếm dung lượng lớn nhất. Mình định hình trước như vậy để cho đoạn văn của mình không bị lố về dung lượng và cũng cố gắng là viết trong cái khoảng mình hình dung, trong cái khoảng mình định hình trước. Đồng ý không? Đấy, thế thì trong khuôn khổ một câu, khi chúng ta giải thích, chúng ta cứ giải thích trực tiếp luôn giúp chị. Nhớ chưa nào? Ví dụ nhá, ở đây là ta cần giải thích tôn trọng giá trị của bản thân là như thế nào. Thì mình có thể giải thích là gì? Tôn trọng giá trị của bản thân chính là biết cách nhìn nhận đúng về chính mình, chấp nhận những gì mình có và lạc quan phát triển bản thân. Đấy chính là một câu giải thích nhá, một câu để chúng ta giải thích. Xong. Những phần giải thích này, chứng minh, mở rộng, liên hệ bản thân, bài học là những phần rất cần sự cô đọng. Nên chị khuyên là chúng ta không nên dài dòng ở trong những phần này. Nhớ chưa? Và nó có những cái số điểm riêng đấy. Nên em chỉ cần khẳng định được cách hiểu của mình về vấn đề là chúng ta đã có được những số điểm nhất định rồi. Và thể hiện cái điều đó một cách trực tiếp ra. Nhớ chưa nào? Xong phần giải thích nhá. Bây giờ bước sang phần bàn luận này. Phần bàn luận là chúng ta sẽ đi trả lời cho câu hỏi là việc tôn trọng giá trị của bản thân thì cần thiết như thế nào? Bàn luận về khía cạnh sự cần thiết thì cũng giống như là bàn luận về ý nghĩa, về vai trò. Đúng không? Đấy, thế nên rằng là ta có thể triển khai theo hướng là sự tôn trọng giá trị của bản thân thì sẽ giúp cho mỗi người như thế nào? Và từ đó thì giúp cho xã hội, giúp cho cộng đồng ra sao? Cụ thể ở đây, chúng mình có thể triển khai như sau nhé. Hiểu và tôn trọng bản thân là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu. Sử dụng hình ảnh này, đồng ý chưa? Ok chưa nào? Nhá, đấy. Rồi, đề, đề L, LS là đề gì nhỉ? Chị đang chưa biết đề LS là đề gì Thúy ạ. Hồi sáng em vừa thi thử làm sai câu nghị luận. Sao câu nghị luận xã hội lại làm sai được? Làm sai đề ư? Mình bị lạc đề ư? Nguy hiểm quá. Bởi vì lạc đề là câu đấy mình sẽ mất rất là nhiều điểm, thậm chí là không có điểm luôn đấy. Đấy, thế nên là cái việc các em xác định đúng vấn đề nghị luận là khâu quan trọng đầu tiên để mình làm câu nghị luận xã hội nhá. Nhớ chưa nào? Rồi, nào bây giờ quay trở lại đây thì đến với phần bàn luận. Ý đầu tiên, chúng ta có thể khẳng định về giá trị, về sự cần thiết của việc tôn trọng giá trị của bản thân bằng việc sử dụng một hình ảnh. Hiểu và tôn trọng giá trị của bản thân là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu, cần thiết cho mỗi người. Và thái độ sống tích cực ấy giúp chúng ta luôn yêu thương chính mình, vai trò đầu tiên này, luôn yêu thương chính mình, nhận ra được ưu điểm, nhược điểm của bản thân để từ đó không ngừng trau dồi, học hỏi, trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Đây chính là sự cần thiết đầu tiên. Và khi bàn luận về sự cần thiết hoặc là về vai trò, về ý nghĩa, chúng ta luôn có những cấu trúc ví dụ như là giúp chúng ta như thế nào đấy. Đấy, cái vấn đề đấy giúp chúng ta trở nên như thế nào? Ok chưa? Đồng ý không ạ? Vấn đề đó giúp chúng ta trở nên như thế nào? Đấy,
nhá. Đấy chính là cái cấu trúc để giúp cho phần bàn luận của mình luôn tập trung vào vấn đề nghị luận. Còn ở đây bạn nào mà lại trình bày ra là tôn trọng giá trị của bản thân là khi ta như thế này như thế kia, thì đấy là trình bày về biểu hiện của vấn đề rồi, chứ không phải là sự cần thiết của vấn đề. Sự cần thiết của vấn đề là khi ta chỉ ra là khi có vấn đề đó. Đồng ý không ạ? Khi có sự tôn trọng giá trị của bản thân mình thì chúng ta sẽ trở nên như thế nào? Điều đó giúp cho chúng ta trở nên ra sao này, hoặc là thiếu đi cái điều đó thì cuộc sống sẽ như thế nào? Đấy, đấy mới là tập trung bàn luận về sự cần thiết, về giá trị, về ý nghĩa, về vai trò. Đồng ý không? Và có một cái lưu ý đặc biệt ở đây, đối với câu nghị luận xã hội, các bạn tập trung lắng nghe để áp dụng trong bài của mình này. Đấy là trong câu nghị luận xã hội của đề thi vào 10 của chúng ta ấy, các bạn hãy cứ tin, hãy cứ yên tâm rằng là sẽ xoay quanh những vấn đề trong đời sống của chúng mình thôi, chứ sẽ không phải là những vấn đề lớn lao vĩ mô xa vời với các em đâu. Chị chắc chắn một điều như vậy nhá. Sẽ luôn là những vấn đề mà ta có đủ những cái nhận thức, trải nghiệm để viết về nó. Thì điều đó đồng nghĩa với việc là nếu như các em viết một cách quá cứng nhắc thì sẽ khiến cho đoạn nghị luận xã hội của mình rất là khô khan và thiếu ấn tượng. Một trong những cách để giúp cho đoạn văn xã hội, nghị luận xã hội của mình ấn tượng hơn chính là đặt cái vấn đề vốn dĩ rất quen thuộc ấy vào trong bối cảnh hiện nay. Xem là cuộc sống hiện nay có vấn đề nào diễn ra, có cái hiện tượng nào diễn ra mà liên quan đến vấn đề này hay không. Đồng ý không ạ? Nhá. Ví dụ hiện nay chúng ta đang có vừa rồi là kỳ SEA Games 32 diễn ra đúng không? Thế thì nếu như chúng ta bàn luận về những vấn đề liên quan đến lý tưởng sống này, những vấn đề liên quan đến tinh thần yêu nước này, những vấn đề vốn dĩ rất quen thuộc với chúng mình, mang tính tư tưởng đạo lý đúng không? Nhưng trong những ý bàn luận của mình có thêm một số câu mà đặt để cái vấn đề đó trong bối cảnh hiện nay, thì chúng ta thấy ví dụ tình yêu nước, chúng ta hay nói về những điều lớn lao về nó, đúng không ạ? Rằng là biết hy sinh, biết cống hiến cho đất nước này. Đấy, là sẵn sàng khi đất nước cần, vân vân này. Nhưng trong bối cảnh hiện nay thì tình yêu nước được biểu hiện ở chính việc mà ta nỗ lực xây dựng ước mơ của mình. Đúng chưa ạ? Nhá. Đó là ta nỗ lực xây dựng ước mơ của mình, sống xứng đáng với cả lý tưởng sống của mình. Đó cũng chính là biểu hiện của tình yêu nước trong thế hệ trẻ ngày nay. Đó, bởi vậy nên là từ đó thì phần bàn luận của mình cung cấp thêm một góc nhìn nữa về biểu hiện của tình yêu nước chẳng hạn. Không phải là lúc nào nó cũng đi liền với những điều lớn lao, mà hiện nay thì mỗi người đều mang trong mình tình yêu nước, biểu hiện ở chính những hành động đơn giản nhất, ở chính cái ước mơ chân chính mà ta xác định cho mình này, ở chính cái khát khao mà ta chinh phục được ước mơ ấy. Cũng giống như là những vận động viên, đúng không ạ? Họ chọn cho mình một cái lẽ sống đẹp, họ chọn cho mình cái ước mơ là rèn luyện bản thân để đạt được những cái thành tích cao trong cái sự nghiệp thể thao của mình. Và đó cũng chính là biểu hiện của tinh thần yêu nước rồi. Đấy, hay là đến với vấn đề này nhá. Vấn đề về việc tôn trọng giá trị của bản thân mình. Thì ta thấy hiện nay, cuộc sống hiện nay có một cái hiện tượng mà đang được nhiều người đề cập đến, chính là áp lực đồng trang lứa. Đúng chưa? Áp lực đồng trang lứa. Thì ta thấy cái hiện tượng đó ấy, phần nào liên quan đến vấn đề này. Khi mà ta không đủ cái sự tôn trọng đối với giá trị của chính mình, thì khi đó ta sẽ rất dễ rơi vào áp lực đồng trang lứa. Ta sẽ dễ so sánh mình với những người khác, trong khi hoàn cảnh của họ, bối cảnh của họ, nền tảng của họ khác hoàn toàn so với chúng ta. Thế nhưng bởi vì là ta không đủ cái sự hiểu và tôn trọng giá trị của chính mình, nên mỗi khi so sánh như vậy, ta rơi vào áp lực, ta rơi vào trầm tư, ta rơi vào những cái cảm xúc tiêu cực. Đúng không ạ? Bởi vậy mà từ đó ta có một cái ý tưởng như thế này. Giữa một xã hội đang không ngừng phát triển, ở ngoài kia luôn là những tấm gương đáng ngưỡng mộ về sự giỏi giang, thành đạt. Nếu ta không đủ sự tôn trọng với chính mình thì sẽ rất dễ rơi vào áp lực đồng trang lứa, sự mặc cảm, tự ti, rồi dần dần là nhụt chí và đánh mất ước mơ. Đó, đồng ý chưa ạ? Thì cái việc mà chúng ta chỉ ra tác hại của việc không tôn trọng chính mình thì cũng chính là việc chúng ta đang chỉ ra sự cần thiết phải tôn trọng chính mình.
đúng không? Nếu như không muốn rơi vào những cái tình trạng tiêu cực như thế này thì ta cần phải tôn trọng chính mình. Và thêm một điều nữa là ta có nêu ra một cái vấn đề rất cập nhật ngày nay, chính là cái vấn đề liên quan đến áp lực đồng trang lứa, rất gần gũi với chúng ta thôi, đúng không ạ? Đấy, thì có thể là nói về việc tôn trọng giá trị của chính mình, sự cần thiết của điều đó không khó. Có rất là nhiều ý tưởng để chúng ta có thể nêu ra. Nhưng một trong những ý tưởng đó thì các em hãy nhìn nhận về vấn đề đấy trong bối cảnh cuộc sống hôm nay nhá. Đồng ý chưa nào? Ok chưa ạ? Nhá, vấn đề nghị luận của đề bài này là sự cần thiết phải tôn trọng giá trị của bản thân. Chị ơi, nhưng mà tập làm văn là nghị luận xã hội thì viết bài đúng không ạ? Thế là sao nhỉ? Chị đang chưa hiểu câu hỏi của Thảo Nhi. Đồng ý chưa? Chị đang chưa hiểu câu hỏi của Thảo Nhi thì Thảo Nhi có thể nêu lại một cách rõ ràng hơn. Ý của em là hỏi về như thế nào là bài văn, như thế nào là đoạn văn hay là như thế nào nhỉ? Chị đang chưa hiểu câu hỏi thì em có thể bình luận lại nhé. Rồi, thì quay trở lại ở đây, đó chính là cái ý tưởng bàn luận thứ hai, cũng là chỉ ra vai trò sự cần thiết của việc tôn trọng giá trị của chính mình, nhưng nhìn nhận vấn đề đó từ cái góc độ của cuộc sống ngày nay. Không phải là biến vấn đề đấy thành một hiện tượng đời sống nhé, mà chỉ là ta nhìn vào góc độ của cuộc sống ngày nay để ta xem là có cái hiện tượng nào, có vấn đề gì đang phổ biến trong cuộc sống ngày nay liên quan đến vấn đề ta đang bàn luận hay không. Ok chưa? Đấy. Đó, đồng ý không nào? Ok chưa ạ? Đó. Rồi, sau đấy nhá, sau đấy thì chúng mình sẽ tiếp tục. Bởi vì là về phần bàn luận này thì mình cần có khoảng độ 3 cái ý bàn luận trở lên. Và mình viết về ba ý đó. Thì ý tiếp theo này, nếu muốn nhận được sự ghi nhận và tôn trọng từ người khác, trước tiên ta phải tôn trọng chính mình. À, nghĩa là khi mà ta tôn trọng chính mình ấy, ta cũng sẽ đồng thời nhận được sự ghi nhận và tôn trọng từ người khác. Rồi tiếp tục, bên cạnh đó có sử dụng những cái phép nối để tạo sự liên kết giữa các ý bàn luận nhé. Khi ta biết tôn trọng giá trị của bản thân sẽ làm cho khí chất trong mình tăng lên, không ngừng tìm kiếm những mục tiêu mới và có những cơ hội mới. Đấy, đấy là những cái sự cần thiết, là vai trò của việc tôn trọng giá trị bản thân đối với mỗi người, đối với mỗi cá nhân. Ok chưa? Để rồi từ việc mỗi cá nhân có nhận thức như vậy thì chắc chắn rồi, cộng đồng, xã hội cũng sẽ phát triển hơn. Tất cả đó chính là tiền đề để xã hội văn minh và phát triển hơn. Kết thúc phần bàn luận. Đồng ý chưa? Thì các em nhìn này, phần bàn luận bắt đầu từ đây, bắt đầu từ đây cho đến đây. Và chúng mình có 1 này, 2 này, 3 này, 3 này. Ok chưa? 4, 4 cái ý bàn luận để chúng mình triển khai ra nhá. Và sau đấy, mọi phần bàn luận của mình, mọi cái lý lẽ của mình đều sẽ trở thành sáo rỗng nếu như không có dẫn chứng cụ thể để chứng minh. Thì phần tiếp theo là chúng ta đưa ra dẫn chứng. Ở đây có rất nhiều những dẫn chứng phù hợp để em nêu. Và nếu như em đưa một dẫn chứng thì cần phải phân tích kỹ về dẫn chứng ấy. Ví dụ như ở đây là lấy dẫn chứng về tác giả của cuốn Harry Potter này, đồng ý không? Đó, thì đây là một nhà văn nổi tiếng và cuộc đời của bà đã giúp ta hiểu rõ hơn về sự cần thiết của việc tôn trọng bản thân. Nhận thức rõ giá trị của đứa con tinh thần mà mình tạo ra, không chấp nhận để mọi công sức miệt mài của bản thân bị vùi dập. Bà đã thành công đưa bộ truyện Harry Potter của mình trở thành tác phẩm văn học vang danh thời đại. Mặc dù trước đó bà đã bị các nhà xuất bản từ chối vô số lần, từng chịu áp lực đến nỗi rơi vào trầm cảm. Đây chính là phần dẫn chứng. Đồng ý chưa nào? Đấy, nhá. Thì ở đây, chúng ta để ý phần dẫn chứng này, đặc biệt ở chỗ là trình bày rõ ràng và bám sát vào vấn đề nghị luận. Thì khi mà các em đưa dẫn chứng cũng như vậy nhé. Chúng ta sẽ cố gắng là làm sao đặt những cái thông tin về dẫn chứng đấy gắn liền với vấn đề nghị luận. Có rất nhiều những thông tin về tác giả của cuốn Harry Potter, đúng không ạ? Rồi ta cũng có thể sử dụng dẫn chứng đó cho rất nhiều những vấn đề khác như là ý chí, nghị lực, ước mơ, vân vân. Nhưng ở đây là ta đang dùng cho vấn đề là tôn trọng giá trị của bản thân. Bởi vậy, khi phân tích dẫn chứng, ta phải chỉ ra là
bà ấy đã tôn trọng giá trị của bản thân mình như thế nào, biểu hiện bằng những việc cụ thể là gì, và thành quả bà đạt được khi bà tôn trọng giá trị của bản thân là như thế nào, đúng không? Thì khi đó người đọc mới được thuyết phục rằng là à, tôi đã thấy được là đây, nhân vật này đã tôn trọng giá trị của bản thân mình và đã đạt được cái thành quả xứng đáng. Từ đó thì tôi cũng có thêm động lực và tôi cũng đã hiểu rõ được sự cần thiết của việc phải tôn trọng giá trị bản thân. Đấy, thế nên khi diễn đạt ta cần chỉ ra được là à, nhân vật này bà đã tôn trọng giá trị bản thân ở cái khía cạnh là bà không chấp nhận để cho mọi công sức miệt mài của bản thân mình bị vùi dập. Hiểu rõ được sự à bà hiểu rõ được về đứa con tinh thần mà mình tạo ra. Đúng không? Để rồi bà vẫn kiên trì sau rất nhiều lần bị các nhà xuất bản từ chối, sau những cái khó khăn đến nỗi mà dẫn bà đến với tình trạng trầm cảm. Thì thành quả bà đạt được là à, bộ sách Harry Potter đã trở thành một cái cuốn sách vang danh thời đại, vang danh thế giới. Đấy. Thì đấy chính là ý nghĩa, đấy chính là sự cần thiết của việc là phải tôn trọng giá trị bản thân mình. Từ việc tôn trọng giá trị bản thân thì con người ta có thêm động lực. Đúng không ạ? Có thêm động lực để vượt qua mọi cái khó khăn và vươn tới được mục tiêu của mình. Tôn trọng mục tiêu của mình, tôn trọng những cái sản phẩm, thành quả do mình tạo ra. Đó là một tiền đề rất quan trọng để giúp chúng ta đạt được thành công trong cuộc sống mà. Và cụ thể nhân vật mình đưa ra ở đây là đã thành công với điều đó rồi. Đấy, thì đấy là về phần dẫn chứng nhá. Nhớ là khi đưa dẫn chứng là chúng ta sử dụng những từ khóa trong vấn đề nghị luận để giúp cho dẫn chứng đấy bám sát vào vấn đề nha. Còn nếu như cùng dẫn chứng này nhưng mà có bạn thì lại nêu rằng bà đã kiên trì như thế nào, bà đã nỗ lực ra làm sao, thì những cái thông tin đấy không sai nhưng nó không nhằm phục vụ để chứng minh cho vấn đề nghị luận này. Thế nên dẫn chứng đấy coi như là vô tác dụng, không có tác dụng. Đúng không? Đó nhá. Đấy, thế nên rằng là các bạn từ việc chúng ta tham khảo những đoạn văn nghị luận xã hội, rồi những bài văn nghị luận văn học, những bài văn mẫu thì các em cố gắng là chúng ta rút ra được cái kinh nghiệm cho mình nữa, học hỏi những cách diễn đạt và mình thử áp dụng trong quá trình mình viết nữa nha. Những dẫn chứng này thì em có thể theo dõi ở trên kênh fanpage Học Văn Chị Yên Học Cơ Sở này. Chị có rất là nhiều những cái bài đăng chia sẻ về các dẫn chứng. Rồi là hiện tại chị cũng đang tặng bộ dẫn chứng về SEA Games 32 đấy. Thế nên là nếu em quan tâm em có thể nhắn tin về nhá. Đồng ý không? Ừ. Rồi, đó là về phần dẫn chứng này. Tiếp tục. Thế là chúng ta bàn luận xong, chứng minh xong. Bây giờ mình đến với phần mở rộng. Nghĩa là hoặc là mình phê phán những cái vấn đề tiêu cực liên quan đến vấn đề ta đang bàn luận, hoặc là nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác xem là có cần bổ sung thêm điều gì để ta hiểu một cách thấu đáo về vấn đề này hay không. Thì trước tiên là phê phán nhá. Đây, chuyển ý này, vậy mới thấy những ai dễ dàng chụp chiếc mũ tự ti mặc cảm lên đầu, tự coi thường chính mình thì thật đáng phê phán. Phê phán nhá. Ok chưa? Là phê phán những người tự ti, mặc cảm, tự coi thường chính mình. Đấy. Nhưng đồng thời này, những kẻ mà tự tin thái quá, coi thường người khác cũng không nên được đề cao, bởi tôn trọng bản thân không đồng nghĩa với việc coi nhẹ những người xung quanh. Thế là ta có hai câu cho phần mở rộng. Một là phê phán này, và hai là nhìn nhận vấn đề từ góc độ khác để rồi ta có thêm được những cái cách hiểu đủ đầy nhất liên quan đến vấn đề này. Bên trên ta khẳng định là rất cần thiết phải tôn trọng giá trị bản thân, thì bên dưới ta cũng khẳng định thêm là tôn trọng giá trị bản thân thì không đồng nghĩa với việc là coi thường người khác, mà ta cũng cần phải tôn trọng người khác nữa, tôn trọng chính mình nhưng cũng cần phải tôn trọng người khác nữa. Đồng ý không ạ? Đấy, đấy là phần mở rộng nhá. Xong phần mở rộng này. Rồi đến với phần liên hệ bản thân và bài học. Nào, đến với phần liên hệ bản thân và bài học thì ở đây vị trí của hai phần này rất là linh hoạt. Các em có thể viết bài học trước, liên hệ bản thân sau cũng được và sử dụng luôn những phần đấy làm kết đoạn cũng được luôn nha. Ở đây thì chị đưa ra bài học trước này. Bài học về tầm quan trọng của việc biết tôn trọng giá trị của bản thân, nhắc nhở chúng ta hiểu rằng nghĩa là đấy là bài học nhận thức nhé. Phiên bản xứng đáng nhất để ta so sánh chính là bản thân mình của ngày hôm qua. Hiểu ra một điều như vậy, đấy là bài học nhận thức này. Bởi vậy, cố gắng tâm huyết trong lĩnh vực mà mình theo đuổi
Không ngừng học hỏi, rút kinh nghiệm và trau dồi đạo đức là cách để ta viết tên mình trên đỉnh vinh quang. Đấy là bài học hành động. Nhá, bài học nhận thức là ta hiểu ra được điều gì. Mỗi chúng ta cần hiểu ra được điều gì. Còn bài học hành động là mỗi chúng ta cần làm gì. Đó, thì ở đây là bằng hai câu thì chị nêu ra bài học nhận thức và bài học hành động này. Đồng ý chưa? Đấy, và sau đó là chúng ta liên hệ bản thân. Bài học xong rồi nhá. Bây giờ đến phần liên hệ bản thân này. Tôi đang học cách tôn trọng chính mình ngay từ những việc nhỏ nhất như không thường xuyên so sánh mình với người khác khiến cho bản thân áp lực, xác định mục tiêu và ước mơ để tập trung xây dựng ước mơ của chính mình. Đấy chính là phần liên hệ bản thân. Liên hệ bản thân thì không phải là lúc nào bắt buộc em cũng phải viết là một học sinh vân vân. Đấy nhá, chúng ta có rất là nhiều cách liên hệ bản thân để mà phần liên hệ bản thân đấy trở nên gần gũi hơn và thiết thực hơn. Chị chỉ mong sao là phần liên hệ bản thân trong đoạn văn của các em hoặc là trong bài văn của các em ý, sẽ là phần mà chân thực nhất, chân thành nhất, sẽ là phần mà giúp cho người đọc cảm thấy là chính bản thân em cũng là một dẫn chứng cho vấn đề này. Đúng không ạ? Còn nếu như chúng mình không có liên hệ bản thân hoặc là chúng mình liên hệ bản thân một cách cho có ấy, thì nó cũng giống như việc là tất cả những gì em nói bên trên chỉ là em nói vậy thôi, còn em có làm như thế đâu. Đấy, chỉ là em kêu gọi mọi người như vậy thôi, còn bản thân em thì cũng chẳng thực hiện điều gì liên quan đến vấn đề này cả. Đấy, nên là đừng quy chụp và đừng khiến cho bản thân mình chỉ dừng lại ở những cách liên hệ bản thân đã quá quen thuộc. Hãy nghĩ một cách rất là thoải mái, đó là liên hệ bản thân, nghĩa là ta nhìn nhận cái vấn đề này trong chính cuộc sống của bản thân mình, xem là mình đã, đang và mình muốn làm gì để mà thực hiện những điều mình đã nói ở bên trên, mình đã viết ở bên trên. Nhớ chưa, nhớ chưa? Có nhá, chị không xóa những cái video phát trực tiếp ở trên kênh fanpage này, thế nên là nếu các bạn không có đủ thời gian theo dõi trực tiếp, các em có thể xem lại nhá. Đồng ý không? Chị chữa đề về cách làm đi ạ. Cách để thực hiện một vấn đề nào đấy đúng không? Đó cũng là một dạng đề nghị luận xã hội khá là phổ biến đấy. Nhưng mà chắc là chúng mình sẽ gặp lại nhau trong những phần phát trực tiếp khác. Đấy, để chị chữa về dạng đấy nhá. Còn buổi ngày hôm nay thì chúng ta có một đề cụ thể và liên quan đến khía cạnh là sự cần thiết, ý nghĩa, vai trò của vấn đề. Thì em tập trung theo dõi, lắng nghe. Đồng ý không? Đó, thì đấy là về phần liên hệ bản thân nhá. Và viết xong rồi, thế là xong phần thân đoạn rồi. Cuối cùng thì chúng mình kết đoạn lại thôi. Kết đoạn này. Phần kết đoạn thì cũng giống như mở đoạn ấy, mình có rất nhiều những ý tưởng. Mình có thể là sử dụng một danh ngôn, một thông điệp có tính lắng đọng để truyền tải đi một thông điệp tích cực cho phần kết đoạn của mình. Hoặc là các em cũng có thể sử dụng cách diễn đạt bằng hình ảnh, ví dụ như giá trị của bản thân chính là một viên ngọc quý mà mỗi người đang sở hữu. Vì vậy, hãy nhìn nhận và đánh giá đúng về mình. Không ngừng mài giũa để viên ngọc ta có được tỏa sáng lấp lánh. Đấy chính là phần kết đoạn. Ok chưa? Hai câu để kết đoạn nhá. Đó thì đấy chính là cái đoạn văn của chúng mình. Thì nhìn lại về đoạn văn này, chúng ta rút ra một số những lưu ý như sau. Thứ nhất, bước đầu tiên là phải xác định đúng vấn đề nghị luận từ trong đề bài. Đọc kỹ đề bài để xác định đoạn văn hay bài văn. Rồi nếu như viết đoạn văn hay bài văn như thế thì dung lượng được cho phép là khoảng bao nhiêu? Thứ hai, đó chính là vấn đề nghị luận ta cần tập trung là gì? Ở đây vấn đề nghị luận là sự cần thiết của việc tôn trọng giá trị của chính mình. Rồi từ việc phân tích đề như vậy, chúng ta nên lập ra một cái hệ thống ý khái quát là những ý tưởng bàn luận của mình này, là những dẫn chứng em nghĩ ra này. Để trong quá trình bàn luận mình sẽ lần lượt triển khai, tránh cái việc bị rối, bị lủng củng, tránh cái việc là nghĩ ra cái gì viết cái đó ngay mà không có cái sự sắp xếp về hệ thống ý tưởng nhá. Đấy, và trong quá trình viết mở đoạn và kết đoạn này thì các em có thể vận dụng nhiều cách khác nhau để làm sao những phần đó có thêm sự ấn tượng. Còn đối với riêng phần thân đoạn thì mình lần lượt đi theo các luận điểm. Nhớ nha, lần lượt đi theo các luận điểm và luận điểm quan trọng nhất là luận điểm bàn luận này. Thì chúng mình cần phải có ít nhất là ba cái ý tưởng bàn luận xoay quanh vấn đề nghị luận mà đề bài đưa ra. Rồi trong quá trình diễn đạt, các em có thể sử dụng cách diễn đạt bằng hình ảnh. Ví dụ như ở đây trong đoạn văn này, chúng ta có những hình ảnh như là liều thuốc tinh thần này, rồi chiếc mũ tự ti mặc cảm này,
hay là viên ngọc quý này. Đấy, đấy là những hình ảnh mà ta dùng để ví von với những vấn đề ta đang bàn luận. Và lưu ý nữa cho phần thân đoạn chính là hãy thử đặt cái vấn đề chúng ta đang bàn luận, nhìn nhận từ góc độ của đời sống hiện nay, xem là có hiện tượng nào, có vấn đề gì nổi cộm trong cuộc sống hiện nay mà liên quan đến vấn đề đấy hay không. Và ta chỉ ra sự liên quan đó để thấy được rằng là vấn đề nghị luận này luôn là một vấn đề cần mọi người quan tâm, chứ không phải nó là một vấn đề quá cũ kỹ và nhàm chán. Nhớ chưa? Đấy, thì đấy là một số những cái lưu ý mà chúng ta có thể rút ra được từ buổi chữa đề ngày hôm nay nhé. Nói chung là mỗi đề bài sẽ đem đến cho chúng ta ít nhiều những kinh nghiệm. Và khi mà chúng ta nghiêm túc với cái quá trình luyện đề ở giai đoạn cuối, chắc chắn là các em sẽ nhận được nhiều hơn là những kiến thức đấy. Bên cạnh những kiến thức ôn tập lại để vững hơn trong kiến thức các tác phẩm, trong kỹ năng làm bài, thì chị nghĩ rằng là các em sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa nếu như chúng ta nghiêm túc luyện đề ở giai đoạn cuối. Vậy nên để có thể tận dụng được tốt cái thời gian luyện đề ở giai đoạn cuối này, thì ngay từ những cái lúc bắt đầu, đặc biệt là các bạn 2K9 đang theo dõi phần phát trực tiếp này này, chúng mình cần phải xây dựng được cái nền tảng ngay từ đầu. Thì đến lúc luyện đề ta mới tập trung vào việc mài giũa và rèn luyện các kỹ năng khác. Còn nếu như ngay từ đầu mà chúng mình không vững về nền tảng, có nghĩa là đến cuối rồi ta mới học ấy, thì giai đoạn cuối luyện đề là chúng ta chỉ tập trung ôn về kiến thức thôi. Còn những cái lưu ý khác, những kỹ năng khác thì gần như là ta không có thời gian để tập trung nữa rồi. Đó, nên bao giờ cũng vậy, luyện đề quan trọng hay là giai đoạn đầu học về kiến thức nền cũng quan trọng, giai đoạn nào cũng có cái sự quan trọng riêng của nó. Với những bạn 2K8 hiện nay, chúng ta đang ngày một đến gần hơn với kỳ thi rồi. Có bạn thì còn khoảng 10 ngày nữa, có bạn thì còn khoảng 15 ngày nữa, có bạn còn khoảng 20 ngày nữa. Thì đó đều là những cái khoảng thời gian không quá dài nữa rồi. Nên là các em hãy tập trung xác định mục tiêu cho mình và luyện đề một cách hiệu quả nhé. Còn với các bạn 2K9 ý, thì chúng mình nên nhanh chóng xác định cái lộ trình học và xác định mục tiêu trong từng giai đoạn, để mỗi giai đoạn đó phát huy được đúng vai trò và chức năng của mình nha. Các bạn 2K9 nếu còn băn khoăn về lộ trình học như thế nào để hiệu quả cho môn văn năm lớp 9 tới đây ấy, các em có thể nhắn tin về cho chị, bởi vì các chị đã xây dựng một cái lộ trình để tư vấn và hướng dẫn cho các em rồi đấy. Nên các bạn có thể nhắn tin về cho chị để được hướng dẫn nha. Đồng ý không? Rồi. Và đó là nội dung của buổi phát trực tiếp ngày hôm nay. Chị sẽ gặp lại chúng mình ở trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo. Đồng ý không? Chị chữa bài rút ra thông điệp từ một đoạn văn đi chị. Thông điệp từ một đoạn văn đấy là dạng đề đọc hiểu chứ, đúng không? Kiểu như là đoạn văn trên giúp em rút ra được thông điệp gì, hoặc là thông điệp ý nghĩa nhất em rút ra từ đoạn văn trên là gì, vì sao ấy? Thì đấy là dạng câu hỏi đọc hiểu mà. Hôm nay thì chị chữa về phần nghị luận xã hội. Đấy, nhá. Còn những câu về dạng đọc hiểu kiểu như là rút ra thông điệp bài học này, hoặc là em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến trên vân vân, thì đấy là những dạng đề của phần đọc hiểu. Nếu có cơ hội thì chị sẽ cùng chữa với các bạn ở trong những buổi phát trực tiếp tiếp theo nhé. Rồi, giai đoạn cuối này thì chủ yếu là chị phát vào cuối tuần và vào buổi trưa. Chủ yếu là vào buổi trưa thôi, thế nên các em có thể để ý và thường xuyên cập nhật. Bởi vì là bên cạnh những phần phát trực tiếp thì chị cũng đăng tải rất nhiều những kiến thức này, những cái phần kiến thức cần thiết cho các em ở trên kênh fanpage này. Thế nên là các em cứ thường xuyên theo dõi thì có thể là sẽ thấy những phần phát trực tiếp và cũng sẽ thấy những phần tài liệu cần thiết với mình đấy. Thống nhất như vậy nhá. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các em ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo. Bye bye.